Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái clip tiếp theo của mình nha. Đấy, và hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với cái series là nấu ăn cho hamster nha các bạn. Thì hôm trước mình có làm một cái video nấu ăn cho hamster á, là hình như là hôm trước mình chiên trứng á. Thì cũng lâu quá rồi mình không làm lại. Đấy, hôm nay mình sẽ làm lại nha. Và hôm nay mình sẽ làm một cái tô đồ nướng siêu cay. À không, không có siêu cay nha các bạn. Tại vì mấy hôm nay xem bà Tân Vlog hơi bị nhiều. Đấy, cho nên bị nhiễm. Đó, và hôm nay mình sẽ làm một cái video giống giống mà Tân Vlog nha, nhưng mà phiên bản dành cho hamster. Rồi, và mình sẽ làm một cái tô đồ nướng đấy, thịt thịt với lại xúc xích này các bạn. Đấy, không cay nha, siêu to dành cho hamster. Siêu to cái này là dành cho hamster nha, phiên bản dành cho hamster, cho nên là nó không có được là khủng bố như là các món ăn của bà Tân. Đấy, ở đây có chuẩn bị xúc xích nè. À, ở đây mình có mới chế xong được một cái dĩ nướng nha các bạn. Ở đây là cái tô. À, để một tí mình để thịt đồ vào. Đây cái dĩ nướng của mình. Đấy, mình chế nha. Đấy, tại vì mình mua cái combo mấy cái chén này thì không có. Đấy, không có cái dĩ nướng cho nên mình phải chế, rồi một tí mình sẽ để vào cái lò nướng đó. Đấy, than đồ gì thì mình đã đốt hết rồi. Đấy. Rồi, và rất mong là các bạn sẽ ủng hộ cái series nấu ăn cho hamster của mình nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng thịt và xúc xích này nha các bạn. Và đây là cái lò nướng của mình nè các bạn. Đấy, lò nướng mini luôn nha. Đấy, làm phiên bản dành cho hamster, cho nên là tất cả các đồ nướng chiên xào gì đều là đồ mini hết. Đấy, thì nãy giờ mình bắt than lên thì nó cũng cuối cùng thì nó cũng cháy nè các bạn. Đấy, và mình để đây cho nó cháy một tí đi, cho nó dịu than một tí, rồi mình sẽ để thịt lên nướng nha. Tại vì nếu như mà nướng lửa cao như thế này thì thịt nó dễ bị khét đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ để cái lò nướng ở đây một tí và mình cho nó dịu than một tí, rồi mình sẽ đi nướng thịt và xúc xích nha. Và than thì nó cũng đã cháy nè các bạn. Đấy, rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng xúc xích với lại thịt nha. Và mình nướng xong thì chắc chắn là cho mấy con chuột của mình ăn rồi. À, mình nghĩ là nướng cái này chắc khoảng 15-20 phút vậy thôi là nó sẽ chín rồi. Xúc xích thì nó sẽ nhanh chín hơn, vì tại vì xúc xích này mình mua loại nó chín sẵn đó các bạn. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Thank you.
Rồi và sau một thời gian thì mình cũng đã hoàn thành xong để cái tô thịt nướng khổng lồ. Rồi bây giờ mình sẽ cho chuột mình ăn thử nha. Đấy. Thì nói chung lâu quá mình thấy nó ăn thức ăn ngũ cốc không các bạn. Thấy nó cũng chán cho nên là hôm nay cho nó ăn thịt nha các bạn. Đấy. Thì hamster ăn thịt đó là nó không phải là nó ăn thịt hoặc là ăn sâu là nó hung dữ đâu nha các bạn. Thì cũng tùy con thôi. Con nào mà nó hung dữ sẵn đó, thì nó ăn cái gì nó cũng hung dữ hết. Đấy. Còn con nào hiền rồi nó ăn thịt hay là ăn cái gì nó cũng hiền thôi à, các bạn. Đấy. Ok, cái món này thì mấy con chuột nó cũng rất là khoái luôn nha các bạn. Và cái tô này thì mình làm khổng lồ mà bạn. Đấy, phiên bản khổng lồ cho chuột hamster cho nên là rất là nhiều luôn. Đấy, cái này là cũng cả chục con ăn không hết đó các bạn. Đấy, tí nữa mình cho mấy con bia đồ ăn thêm. Đấy. À, thì thịt này á, là hồi nãy là mình nướng á, là mình nướng tươi luôn. Đấy, mình không có ướp gia vị hay là gì hết trơn á. Cho nên là chuột hamster nó ăn bình thường nha. Đấy, với lại chuột hamster là một loài động vật nó ăn tạp mà các bạn. Đấy, cho nên là nó ăn cái gì cũng được hết. Đấy. Đừng có cho nó uống sữa hoặc là ăn rau được nhiều thì nó sẽ bị tiêu chảy thôi. Chứ các bạn cho nó ăn thịt heo hoặc là thịt bò gì thì cũng được hết. Nhưng mà ăn nó một lượng vừa phải thôi nha. Đấy. Thì cái tô này thì một con mình cho nó ăn khoảng 1-2 miếng thôi nha các bạn. Đấy, con bia thì có thể mình cho nó ăn nhiều một tí. Đấy. Đúng không? Rất là khoái luôn nha. Đấy, mấy con chuột rất là khoái luôn. Trong đây có xúc xích nữa. Đấy, xúc xích là món mà mấy con chuột nó rất là thích luôn các bạn. Đấy, xúc xích với lại phô mai rồi đó. Thì mấy con chuột nó rất là thích. Rồi và bây giờ mình sẽ cho để cái tô thịt nướng khổng lồ này vào từng chuồng hamster nha và cho nó ăn. Còn nếu như mà dư á, thì mình sẽ cho con mèo nhà hàng xóm ăn nha. Đấy, con mèo nhà hàng xóm thì ngày nào nó cũng qua hết trơn các bạn. Đấy, nếu như mà dư thì mình sẽ cho nó ăn. Đây là con bia nè. Đấy, con bia giờ này nó ngủ rồi các bạn ơi. Thì đây là cái loại chuột chuột cảnh á, thế cho nên là nó sẽ là ngủ buổi sáng và nó sẽ đi hoạt động về đêm nha. Đấy, giờ này nó ngủ rồi mà nó nghe mùi đồ ăn thì nó cũng thức dậy nó táp thôi à. Đấy, con này thì nó ham ăn lắm đó, không nhét hết trơn, nó nhét như thế là nó dự trữ thức ăn vô hai cái túi má hai bên đó nha. Đấy, chứ không phải là nó bị bệnh gì đâu. Đấy, có nhiều bạn thấy hai bên miệng của nó bị u lên như thế này cái các bạn nó bị bệnh, nhưng thực chất là nó sẽ có hai cái túi má hai bên cái miệng nó. Đấy, và nó sẽ tích trữ đồ ăn rất là nhiều như thế này. Đấy, và một tí nữa nó sẽ ăn dần. Đấy, rồi nó ăn gần hết cái chén thức ăn luôn các bạn, chén thịt luôn rồi, phải thiệt. Đấy, con này nó ham ăn lắm các bạn ơi. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đấy, mình không cho nó ăn nữa. Đấy, nó ăn cũng nhiều lắm rồi, mình sợ để nó hồi nó nhả ra các bạn, nó giấu chỗ nào đó thì kiến nó sẽ lên. Đấy. Rồi và bây giờ mình sẽ qua đây cho mấy con chuột bên này ăn nha. Ở à, bên này thì mình còn nuôi có một con thôi. Con này thì con chuột cái, nó đẻ cũng được 3 lần các bạn, cho nên là mình sẽ không cho nó đẻ nữa. Con chuột cái này nó đẻ được 3 lần rồi. Đấy, các bạn nuôi chuột hamster sinh sản thì các bạn cho nó đẻ khoảng 3 4 lần thì các bạn cho nó nghỉ nha. Đấy, không nên cho nó đẻ nữa vì nó đẻ nữa thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe nó rất là nhiều. Đấy, các bạn cho nó đẻ 3 đến 4 lần thôi là các bạn tách riêng nuôi đến riêng một cái chuồng như thế này. Đấy, hoặc là các bạn có thể nuôi chung với một bé cái nào đó, chứ đừng có nuôi chung với mấy con đực nha. Đấy, mấy con đực nó làm gì đó con cái có bầu nữa thì chết luôn á. Hả? Rồi, đang nghe cái mùi rồi. Đấy, ăn liền luôn. Đấy, con này thì nó ăn từ tốn hơn mấy con bia. Con bia thì nói chung nó lớn con các bạn, nó ham ăn lắm. Rồi, và bây giờ mình sẽ để ở đây một tí nha. Rồi coi nếu như mà nó ăn chắc chắn là sẽ dư rồi. Còn một tí nữa mình sẽ cho con mèo nhà hàng xóm ăn. Con mèo thì nó rất là thích ăn thịt với lại xúc xích luôn. Ok, và mà mấy con chuột mình ăn á, thì nó sẽ còn dư đây rất là nhiều. Và phần này thì một tí nữa mình sẽ cho con mèo hàng xóm ăn nha. Đấy, con mèo hàng xóm thì ngày nào nó cũng qua hết trơn. Đấy, nó xin ăn đó các bạn. Đấy, hôm trước mình cũng có làm một cái video cho nó đó. Các bạn nào mà chưa xem thì vào kênh mình xem lại nha. Mình đăng hình như cũng có mấy ngày trước à. Bạn vào kênh là thấy ngay à. À, ở đây mình sẽ còn dư lửa các bạn. Đây là mình nướng con khô mực nhỏ nhỏ như thế. Đấy, hồi ăn luôn. Rồi và video của mình ở đây cũng sẽ kết thúc. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và nếu như mà các bạn thích những video như thế này á, thì các bạn có thể inbox ở phía dưới. Đấy, và mình sẽ gọi là suy nghĩ. Đó, mình suy nghĩ ra những cái món ăn độc lạ nữa và sẽ làm và sẽ cho mấy con chuột mình ăn thử nha. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.